Hello mobile, xin chào các bạn ha. Thì Hello mobile vừa có thông tin là cái những cái iPhone lock mà AU với lại AT&T hiện tại đã có thể phay quốc tế, bỏ SIM ghép, không xài SIM ghép nữa rồi ha, là xài SIM không giới hạn như là những cái dòng máy khác ha. Thì hôm nay là hiện tại là cũng đang là 0 giờ sáng rồi các bạn, nên là mình làm cái video này nó cái chất lượng video nó không được đẹp lắm, nên là các bạn thông cảm cho mình ha. Nó hơi tối nên các bạn chịu khó ha. Ở đây là có mình chỉ còn đúng một cái máy AT&T là cái máy mình đang xài thôi ha. Đây là cái iPhone 12 ha. Mình bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ làm test cho các bạn xem ha. Còn nếu mà không được thì cái máy này chắc là mình sẽ phải mua cốt. Đây các bạn, mình sẽ bắt đầu đặt lại máy ha. Xóa dòng 2 luôn nha các bạn. Máy này là máy mình đang xài luôn á, mình chấp nhận thương đau luôn ha. Rồi. Cái này video mình làm lúc 0 giờ sáng nên nó hơi tối một xíu nha các bạn. Ánh đèn không có đủ sáng nên là các bạn thông cảm ha. Bây giờ mình sẽ reset dòng 2. Rồi. Để mà fit những cái máy AT&T á thì đầu tiên các bạn cần phải có cho mình một cái SIM Pro New ha. Bạn chờ xíu mình lấy cái SIM mình lấy. Các bạn trong lúc mình chờ cái máy của mình đang reset ha thì mình sẽ lấy cho các bạn xem. Đầu tiên các bạn cần có một cái SIM Pro New ha. Các bạn vào web ha, các bạn vào Hello Mobile. Hello Mobile. Vào cái trang web hellomobile.vn nha các bạn. Rồi các bạn vào cái link, vào cái banner ghép SIM. Rồi đây. Ở đây nó sẽ có cái mã ICCD mới để fit nhà mạng AT&T và AU ha, với lại MSP của nhà mạng US luôn ha, của Mỹ ha. Thì đó, bây giờ mình sẽ tiến hành đổi cái ICCD và cái ICCD và cái mã MSP trước ha, trên chip ghép trước ha. Rồi lát nữa mình ghép cho nhanh ha. Rồi, một là mình gắm vào máy, một cái máy quốc tế nào đó, hai là mình gắm trực tiếp máy lock cũng được ha. Cú pháp nó cũng như nhau thôi. Đây các bạn, mình xem ha. Đây là đang một cái mã ICCD nè. ICCD khác. Đây các bạn. Cái này là cái mã cũ rồi, cái SIM này là fit rồi ha. Thì mình sẽ lấy cái SIM khác. Cầm sao lộn SIM. Mình sẽ hướng dẫn từng bước một luôn nha các bạn, nên là các bạn coi đừng tua ha. Rồi, đầu tiên mình sẽ vào, mình coi là cái mã ICCD của cái máy ha, với lại cái nhà cung cấp này. Nhà cung cấp hiện tại bây giờ đang là AT&T ha. Rồi ICCD chưa hiện. À, ICCD hiện tại là AT&T với lại 1592 là đang fit cho những cái nhà mạng khác như là T-Mobile, Sprint nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đổi, tiến hành đổi ha. Để mà đổi cái SIM Pro New á, cú pháp các bạn ấn sao gọi. Đó, gọi mà các bạn thấy sóng nhảy một cái này là nó đang thực hiện nha. Rồi các bạn để yên cho nó lên ha. Này mình sẽ tranh thủ mình active cái máy này vô ha. À, mình quên lấy SIM trong này ra. Không lấy SIM ra là lát nữa mình active không có được.
Rồi, sau khi hiện lên mình sẽ tiến hành đổi ICC đi ha. 8901 410321115. Chết rồi, mình không nhớ kịp cái ICC đi mới. Tại cái phương pháp này nó vừa mới thôi các bạn, nên là mình chưa nhớ kịp, nên là bây giờ mình phải activate cái này vào trước để mình xem ICC đi ha. Ở đây mình có một cái SIM AT&T nữa, lát nữa mình test cho các bạn xem cái máy này là cái máy AT&T nha, chứ không phải là mấy cái máy của nhà mạng khác. Này mình hy sinh, mình reset máy luôn các bạn, nếu mà fit không được là cái máy này của mình không thể nào phải quốc tế được nữa. Mà nếu fit được thì ok ha, nhưng mà thông tin là fit được thì chắc chắn là sẽ có thể là fit được ha. Rồi mình sẽ cắm một cái SIM AT&T vô cho các bạn xem ha, để chứng minh cái máy này là máy lốc AT&T ha. Này các bạn nha, SIM AT&T đó này nha. Đó, khi mà cắm SIM AT&T vô cái máy AT&T thì nó sẽ không ra AT&T, nó chỉ hiện là không có dịch vụ thôi nha. Đó, vậy là cái máy này máy AT&T nha các bạn. Rồi mình sẽ vào web Halo Mobile, vào trang halomobile.vn nha. Rồi vào cái banner ghép SIM. Rồi ở đây sẽ có cái mã ICC đi với lại IMD này. À, đây mình sẽ nhập theo cái dãy số ở phía dưới này nha các bạn. 8901 410321114 9 1 9 6 1 6 8. Mình nhập mà mình thấy nó hiện lên cái bảng này do mình để lâu quá các bạn, nên là mình phải nhập lại ha. 8901 410321114 7 9 1 9 6 1 6 8. Rồi cũng nhớ sơ sơ rồi các bạn. Rồi, cái này là nó bị ấy rồi, mình để lâu quá mình không nhập á, nên là mình phải ấy ra, mình cắm vô lại ha. Rồi mình ấn nhanh nha các bạn, 8 9 8 9 0 1 4 1 0 3 2 1 1 4 7 9 1 9 6 1 6 8. Biết đúng không? Rồi sau khi mình ấn gửi nè, nó bắt đầu loát là lại là không có SIM nè. Bây giờ bắt đầu là nó bắt đầu nhận SIM rồi ha. Rồi mình kiểm tra lại là cái ICC đi đã đổi chưa ha. 8901410321114 7919 7919 6168. Rồi ICC đi đã đổi ra ha, nhưng mà nhà cung cấp hiện tại vẫn là AT&T, mình phải đổi lại thành nhà cung cấp của US ha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục gọi. Cái thao tác thứ hai này sẽ là đổi cái đó, đổi cái IMD ha. Mình đổi cái ICC đi thành công rồi, bây giờ mình đổi IMD.
Để đọc số trước luôn, lát quên. 3115801. Ba một một năm tám không một gửi gửi rồi. Bây giờ mình chờ nó lót lại sóng ha, mình sẽ tắt cái cài đặt. Chờ khi nào mà nó lót sóng lên á là mình vô mình mới thấy được ha, mình mới thấy được cái thông tin. Rồi đây hiện không có dịch vụ rồi nè, là có thể là đã lên, anh đã nhận rồi nha các bạn. Đó, bây giờ nó nhà cung cấp hiện là US rồi nha, nhà cung cấp US với lại cái ICCD. ICCD thì lên sóng nó mới có. Đây, ICCD cũng ICCD mới ha. Đây đủ hai, phải các bạn kiểm tra phải đủ hai điều kiện, nhà cung cấp US và ICCD này ha. Rồi bắt đầu mình sẽ cắm vô, mình active cái máy AT&T này nha. Rồi, máy này là máy AT&T nha các bạn. Mình đã cắm sim AT&T vô đây nhưng mà không dăng nè. À, chứng tỏ máy này là máy AT&T nha. Rồi bạn nào mấy bữa mà lỡ không lỡ reset những cái máy AT&T á, mà không fix được á, thì hiện tại thì đã fix được ha. Các bạn mang ra cửa hàng có thể fix được ha. Rồi nó dàn AT&T rồi nha các bạn. Các bạn vô kiểm tra nè, đây là mã ICCD mới nè. Rồi mình ấn tiếp tục ha. Thấy kích hoạt nhanh vậy, nó chưa dăng ra các bạn, có nghĩa là cái sim nãy nó lót sóng hơi lâu á nên nó chưa dăng ra. Mình ấn tiếp tục là giờ nó mới bắt đầu kích hoạt nè. Rồi mình sẽ vào cài đặt chung cho các bạn xem ha. Rồi các bạn ha, sim không giới hạn nha, vậy chứng tỏ là hiện tại thì những cái máy AT&T đã có thể fit được file quốc tế nha, là sim không giới hạn, thay sim thoải mái ha. Bây giờ mình sẽ bỏ sim ghép ra, cắm sim vô ha, cắm sim không vô. Đây các bạn lên sóng bình thường nha. Rồi chúc mừng các bạn, máy AT&T có thể file được quốc tế rồi nha. Rồi các bạn tranh thủ fit đi ha, chứ đừng có để mà xài ghép thủ công rất là rắc rối ha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu các bạn thấy cái video hữu ích có thể ấn đăng ký kênh ủng hộ Hello Mobile ha. Rồi đây là cách fit các bạn check kỹ trên những cái điều kiện mình nói á, là cái nhà cung cấp với lại ICCD nó phải đổi ở trên cái máy quốc tế rồi thì các bạn cắm vô, các bạn active cái là xong, chứ đừng có vô máy lock các bạn làm á, thì nó nhiều khi các bạn không check lại được kết quả, nhiều khi các bạn loay hoay cất. Tưởng là mình nhập đúng rồi, nhiều khi mình nhập sai nó không hiện lên cái thông tin, thì bỏ vô máy quốc tế làm thì nó sẽ chắc ăn hơn ha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều.